Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với TopKVN. Trước mắt anh em là chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản 1.6 turbo, bản màu trắng, hiện tại đang cực kỳ hot tại cái thời điểm trong dịp tháng 6 năm 2021 này, với những cái chương trình ưu đãi cực kỳ nhiều cho anh em. Trong video ngày hôm nay thì Top K sẽ cập nhật nhanh cho anh em về chương trình giá khuyến mại mới nhất của chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản turbo này, với chương trình ưu đãi cực kỳ nhiều, giảm hơn rất sâu so với chương trình của tháng 5. Ngoài ra sẽ cập nhật cho anh em về chương trình giá lăn bánh ở tỉnh, lăn bánh ở Hà Nội, trả góp ở tỉnh, trả góp ở Hà Nội và trả góp ở Thành phố Hồ Chí Minh, để những em chúng ta quan tâm về những cái dòng xe Hyundai Tucson này, đặc biệt là phiên bản turbo này, anh em có thể căn chỉnh về cân đối tài chính, có thể lựa chọn Hyundai Tucson này hay là lấy phiên bản nào khác. Thì để tránh mất thời gian của anh em, mình xin phép là cập nhật luôn cho anh em về chiếc xe Hyundai Tucson này, phiên bản 1.6 turbo với mức giá niêm yết đang là 932 triệu đồng. Trong chương trình của tháng 6 này, Hyundai Tucson sẽ được giảm cho anh em là lên tới 40 triệu đồng tiền mặt cho anh em nhé, 40 triệu đồng. Ngoài ra, ngoài giảm tiền mặt thì sẽ tặng cho anh em những cái phụ kiện, ví dụ như là thảm sàn, bọc vô lăng da, nước hoa, thẻ bảo dưỡng dịch vụ cho anh em luôn, trị giá 5 triệu đồng. Với mức giá như vậy thì mình xin cập nhật cho anh em là nếu mà anh em mà lăn bánh ở tỉnh, anh em sẽ cần bỏ ra là 986 triệu đồng. Và lăn bánh ở Hà Nội thì anh em sẽ cần bỏ ra là 1 tỷ 024 triệu đồng. Và lăn bánh ở Thành phố Hồ Chí Minh thì anh em sẽ cần bỏ ra tối thiểu sẽ là 1 tỷ 006 triệu đồng. Mình xin nhắc lại, ở tỉnh là 986, ở Hà Nội thì anh em cần bỏ là 1 tỷ 024 và ở Thành phố Hồ Chí Minh anh em lăn bánh sẽ là 1 tỷ 006 triệu đồng. Với đấy là mức giá lăn bánh nhá. Còn với những anh em trả góp nhá. Trả góp thì ở tỉnh anh em sẽ cần chuẩn bị tối thiểu ở trong cái tháng 6 này là 282 triệu đồng. Còn ở Hà Nội thì anh em sẽ cần chuẩn bị tối thiểu là 320 triệu đồng. Và ở Thành phố Hồ Chí Minh thì anh em sẽ cần bị chuẩn bị tối thiểu là 302 triệu đồng. Mình xin nhắc lại là 282 là ở tỉnh, ở Hà Nội sẽ là 320 và ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 302. Anh em lưu ý này, cái mức giá này đã bao gồm bảo hiểm thân vỏ rồi anh em nhé. Còn sau đây thì mình xin phép là đi qua những cái đặc điểm chi tiết về cái phiên bản Tucson phiên bản turbo này, giới thiệu đến những anh em là lần đầu chúng ta đang tìm hiểu cái dòng xe này, chúng ta có thể biết được thông số kỹ thuật để anh em có thể đưa ra quyết định lấy Hyundai Tucson phiên bản turbo hay là lấy phiên bản nào khác. Đầu tiên anh em để ý này, về phần mặt ca lăng phía trước của xe, bản turbo là mặt ca lăng hình là hình lục giác, dạng là dạng tháp nước và được ốp bo viền xung quanh cái mặt ca lăng này, được ốp mạ chrome và được tạo bởi những cái thanh nan ngang chrome nhìn rất là nổi bật. Và đương nhiên rồi, trung tâm phía giữa sẽ là logo Hyundai của bên Hyundai luôn. Đó là về cái phần mặt ca lăng của xe. Còn sang cái phần công nghệ trang bị cho đèn của phiên bản turbo này sẽ là sử dụng đèn cụm đèn pha cốt là đèn LED anh em nhé, cụm đèn pha cốt là đèn full LED cho anh em luôn. Ngoài ra chúng anh em được trang bị một cái giải đèn LED định vị ban ngày này, theo cái hình lưỡi liềm đây là cái giải đèn LED định vị theo cái xu hướng thiết kế mới của bên Hyundai. Đó, đèn LED và công nghệ đèn sử dụng ở đây, đèn pha cốt, và có được tích hợp luôn cả một cái đèn góc chiếu nữa anh em nhé. Ở khu vực bên dưới này anh em được trang bị đó là đèn sương mù, là đèn halogen, và bao quanh cái viền cái đèn sương mù này anh em cũng được trang bị một cái giải LED như này cho anh em, khi mà anh em đi thì cái đèn này nó sẽ sáng lên anh em nhé. Đó, đèn sương mù có là đèn halogen sẽ giúp cho anh em đi những trong những cung đường trời sương mù này hay là trời mưa này sẽ có tầm nhìn tốt hơn. Đó là về cơ bản nhất những cái trang bị về cái phần đầu xe mà giới thiệu đến những anh em chúng ta đang tìm hiểu về phiên bản 1.6 turbo này. Còn về cơ bản những cái kích thước dài rộng cao của phiên bản turbo thì mình cũng xin phép giới thiệu luôn cho anh em. Dài, chiều dài của chiếc xe này đang là 4480, chiều rộng là 1850 và chiều cao là 1660, với chiều dài cơ sở của phiên bản turbo đang là 2670mm anh em nhé. Và khoảng sáng gầm xe của xe sẽ là 172mm, tương đương là 17,2cm cho anh em. Với động cơ 1.6, hộp số sẽ là hộp số ly hợp kép 7 cấp cho anh em nhé, hộp số ly hợp kép 7 cấp anh em nhé. Anh em để ý này, phần đây là cái la răng của phiên bản turbo, nhìn khác biệt rất nhiều so với cái la răng của các phiên bản còn lại. La răng theo hình xoắn ốc nhìn rất là đẹp luôn, tạo giữa hai màu, phay giữa hai màu, đây là màu xám và màu bạc, tạo ra cái vẻ thể thao và nhìn cũng rất là khỏe khoắn cho cái phiên bản turbo này. Với chiếc xe Tucson phiên bản turbo sẽ sử dụng là lốp ở đây sẽ sử dụng là lốp Kumho anh em nhé, và cả bốn bánh sẽ sử dụng là phanh là đều là phanh đĩa, cả bốn bánh đều được trang bị là phanh đĩa có ABS, có cân bằng điện tử, đó là những cái tính năng an toàn anh em nhé. Ngoài ra thì trang bị những cái tính năng an toàn mình có thể kể tới cho anh em, ví dụ như là khởi hành ngang dốc này, phanh điện tử này, cốp điện thì cũng là cốp điện thông minh rồi, hỗ trợ xung dốc này, chống bó cứng phanh ABS. Còn trước mắt anh em đang là cái gương chiếu hậu của xe, thì anh em để ý này, gương chiếu hậu của xe là gương chiếu hậu gập điện chỉnh điện, có sấy gương, được tích hợp luôn cụp gương tự động luôn cho anh em. Đương nhiên là phải có gương điện rồi.
Còn cái phần tay nắm cửa của phiên bản turbo cũng được tích hợp nút mở chìa khóa thông minh Smart Key đây. Anh em chỉ cần đeo chìa khóa ngay bên mình, sau em sẽ sử dụng ngay nút bấm này là anh em có thể bấm mở khóa cửa một cách dễ dàng rồi mà không phải thao tác trên chìa khóa. Còn phần viền chân kính của phiên bản turbo anh em cũng được trang bị là viền chân kính được ốp mạ chrome rồi anh em nhé. Đó, khi anh em lấy xe thì anh em sẽ bỏ đi cái lớp cao su bọc cái phần viền chân kính kia, nhìn sẽ rất là nổi bật hơn rất là nhiều. Còn về phần đuôi sau của xe thì phần đèn hậu phía sau anh em để ý này, đèn mình đã bật rồi, đèn hậu phía sau là cũng là công nghệ là sử dụng dao led anh em nhé. Bản 1.6 turbo anh em có thể xa xa anh em có thể nhìn thấy chữ 1.6T đúng không ạ, đây là chữ 1.6 turbo đấy ạ. Đèn hậu phía sau nhìn rất là đẹp nổi bật, khi mà anh em đi trong những cung đường trời tối ấy, thì anh em sẽ nhận thấy cái đèn sau này nhìn cực kỳ nổi bật luôn cho anh em. Với cái ngôn ngữ thiết kế của Hyundai là theo kiểu bo viền, nhìn tràn viền anh em ạ, nhìn rất là hiện đại và thể thao. Nó mang cái tính rất là trẻ trung của những cái dòng tổng thể của tất cả những cái dòng xe của bên Hyundai luôn. Anh em để ý này, chữ 1.6 turbo được ốp mạ chrome rồi anh em nhé. Đó, 1.6T đó là 1.6 turbo. Ví dụ như là biển bản dầu thế là 2.0D anh em ạ. Đấy. Bên dưới anh em được trang bị đó là cả 4 cảm biến lùi đằng sau cho anh em luôn. 4 cái chấm đen này chính là 4 cảm biến lùi đằng sau. Còn dưới đây là hai cái ốp hai cái bô sau nhá anh em nhé. Cụm bô đôi nhìn rất là thể thao luôn cho phiên bản turbo này. Đó, ngoài ra thì xe được trang bị đó chính là về cam lùi tích hợp theo xe luôn anh em ạ. Cam lùi anh em nhìn này, cam lùi theo xe luôn. Đương nhiên bên trong anh em sẽ có một cái màn hình giải trí rồi, màn hình giải trí theo xe luôn. Cam lùi sẽ là tích hợp luôn, hiển thị trên cái phần màn hình giải trí ở bên trong xe. Với phiên bản 1.6 turbo này thì theo công bố của bên nhà máy, dung tích tiêu hao nhiên liệu của xe trong những cái cung đường kết hợp anh em để ý này là 6,68 lít. Còn trong những cung đường trong đô thị là 8,19 lít. Và trong những cung đường ngoài đô thị là 5,79 lít cho một động cơ 1.6 hộp số ly hợp kép 7 cấp. Thì mình nghĩ là rất là ok. Phần đuôi gió sau nhìn rất là đẹp luôn, được trang bị cái phần hệ thống đèn phanh đằng sau. Khi anh em phanh cái đèn này sáng lên nhìn rất là đẹp, và cái xe như đi đằng sau anh em sẽ nhận diện rất là tốt. Anh em để ý phần trần xe nhé, phần trần xe của phiên bản turbo đằng trên này hoàn toàn là màu đen nhé. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama cho anh em luôn. Và có một cái thanh giá treo nóc này theo xe luôn cho anh em. Anten là anten vây cá mập. Tiếp theo thì xin phép giới thiệu đến anh em là bên trong không gian nội thất bên trong của phiên bản turbo này. Đến với những anh chị nào chúng ta đang tìm hiểu về cái dòng xe này, lần đầu mua xe thì bao giờ anh em cũng phải tìm hiểu về thông số kỹ thuật, đặc biệt là bên trong quang cabin, rồi là nội thất trang thiết bị option. Đặc biệt là anh em để ý này, vị trí táp ly cửa, vị trí người lái, bốn cửa sẽ là lên xuống kính, vị trí người lái sẽ là auto tự động luôn. Các nút bấm như là khóa gương này, khóa gương này, khóa cửa này, điều chỉnh mặt gương mirror này, và đây là nút mở cụp gương là cụp gương điện anh em nhé. Có cả cụp gương tự động rồi anh em yên tâm. Đó, đương nhiên là với bản cao như này thì đương nhiên Túc Sơn sẽ trang bị rất là đầy đủ cho anh em. Còn về cái phần ghế là ghế điều chỉnh điện anh em nhé, ghế là ghế điều chỉnh điện cho anh em luôn. Ghế điều chỉnh điện, các nút điều chỉnh điện ở đây anh em sẽ căn chỉnh làm sao mà vị trí ngồi của anh em sẽ là thoải mái nhất được cho anh em. Ghế chỉnh điện là chỉnh điện 10 hướng anh em nhé. Ghế chỉnh điện 10 hướng ở ghế phụ của phiên bản turbo sẽ là 8 hướng. Còn đây là cái ghế da của xe cũng được nhìn chất lượng ghế rất là ok đúng không anh em? Và anh em nhìn này, được những cái đường khâu mũi chỉ rất là chi tiết tỉ mỉ, cái độ hoàn thiện chi tiết rất là tốt. Màu sẽ là màu hơi xám một chút, màu be xám một chút cho anh em. Còn đây trước mắt anh em là cái vô lăng của xe. Vô lăng của xe sẽ là vô lăng bọc da 3 chấu. Và trên vô lăng này được tích hợp đầy đủ những cái nút bấm, ví dụ như là đàm thoại rảnh tay. Khi mà anh em kết nối Bluetooth thì sử dụng như điện thoại của anh em thôi. Điều chuyển âm lượng này, điều chuyển kênh này, rồi là Cruise Control thì đương nhiên rồi. Cruise Control thì chắc chắn phải có với phiên bản cao, phiên bản 1.6 turbo này. Đó, đây là vị trí của túi khí, vị trí người lái anh em nhé. Với turbo, phiên bản turbo anh em được trang bị là 6 túi khí. Đó, 6 túi khí, anh em nhìn đường khâu mũi chỉ ở cái phần bọc da này rất là chi tiết cho anh em. Đó, còn với chiếc xe Hyundai Tucson này thì một điều mình thấy là hơi đáng tiếc, đó là với phiên bản này anh em sẽ chưa được trang bị đó là gạt mưa, chưa được trang bị là gạt mưa tự động anh em ạ. Rất là lạ, mình không hiểu tại sao luôn. Với Accent, với Kona có gạt mưa tự động rồi, nhưng mà Tucson thì chưa. Đó là một điều cả tất cả các phiên bản của Tucson luôn chưa có gạt mưa tự động. Riêng có đèn thì có đèn auto tự động rồi, anh em nhìn chữ auto chưa ạ? Đó là một cái điều mình rất là thấy là lạ với chiếc xe tất cả những phiên bản của chiếc xe Hyundai Tucson này. Đây là bảng hiển thị đồng hồ trung tâm này. Đó, ngoài ra thì xin phép giới thiệu anh em vào khu vực trung tâm của bảng tablo thì anh em để ý này. Anh em được trang bị một cái màn hình giải trí ở đây, được thiết kế nhìn rất là thể thao và trẻ trung.
trên đây được tích hợp đầy đủ những cái tính năng mới nhất của bên Hyundai, ví dụ kết nối Apple CarPlay, Android Auto này, kết nối với cả radio, anh em nhìn radio chưa ạ, đó những cái tần số 91 đúng không ạ. Ngoài ra được kết nối luôn cả, tích hợp luôn cả map nhé. Trên cái map này thì hiển thị tốc độ rồi là cung đường đi, anh em có thể tìm kiếm một cách rất là dễ dàng, y nguyên như cái phần mềm Google Maps cho anh em. Ngoài ra thì là được trang bị luôn nút đèn start up rồi. Đương nhiên thì cái tầm này tiền của Hyundai thì anh em yên tâm về những cái trang bị. Điều hòa là điều hòa hai vùng độc lập anh em nhé, auto tự động luôn, hai vùng độc lập. Nên anh em để ý này, đây là hai nút xoay điều hòa đó, tăng giảm điều hòa, tăng giảm điều hòa đó, tăng giảm nhiệt độ ấy, anh em ạ. Bên trái này cũng thấy vị trí bên của người lái nhá, tăng giảm đó. Còn bên dưới này nút tăng giảm quạt gió. Đấy, anh em muốn mát nhanh mát mạnh thì chúng ta cho quạt gió nó tăng lên để nó thổi nó nhanh. Ở đây là công tắc AC, đây là nút lấy gió ở bên ngoài, đây là lấy gió bên trong. Trong những cung đường mát thì anh em đô thị thì anh em nên lấy gió bên trong luôn. Ở bên học bên dưới này anh em được trang bị đây là gì, đây là một cái cổng USB, cổng AUX, cổng sạc 12V, thường thường kết nối với cả camera hành trình cho anh em. Hộp số cái cần số của xe đây được bọc ra rất là chi tiết và tỉ mỉ cho anh em. Nó với hộp số của phiên bản turbo sẽ là hộp số liên hợp kép 7 cấp anh em nhé. Mình xin nhắc lại nó không giống cái phiên bản xăng thường đâu, xăng thường sẽ là hộp số tự động 6 cấp thôi, nhưng mà đây là hộp số liên hợp kép 7 cấp anh em nhé. Còn bên dưới này anh em để ý này, những cái nút bấm ví dụ như là phanh tay điện tử này, auto hold này, rồi là các chế độ lái của xe này, drive mode này, rồi được hỗ trợ nút hỗ trợ đổ đèo cho anh em này. Đây là nút tắt bật cảm biến này cho anh em, một cái bệ tỉ tay bọc da cao cấp cho anh em luôn, chắc chắn với anh em rồi đó. Một cái bệ bờ khi anh em đi trong những cung đường dài thì cái bệ tỉ tay này rất là ok, có nhiệm vụ là em ngồi sẽ thoải mái hơn. Số loa được trang bị cho cái chiếc xe phiên bản turbo là 6 loa nhé, tất cả các phiên bản luôn là 6 loa. Ở phía tiếp theo thì sang mời anh em sang ý ở cái hàng ghế phía sau để anh em có thể nhìn cái hàng ghế phía sau của chiếc xe Hyundai Tucson này. À quên, trước tiếp theo là mình cũng xin phép giới thiệu luôn cho anh em, đó là một cái đặc điểm cũng rất là đáng chú ý, đó là cửa sổ trời toàn cảnh luôn cho anh em. Cửa sổ trời toàn cảnh, cửa sổ trời toàn cảnh luôn cho anh em. Đó, đây là nút mở cửa sổ trời anh em nhé, cửa sổ trời toàn cảnh. Khi anh em đi trong những cung đường ban đêm, anh em mở cửa sổ trời sẽ nhìn bên trong sẽ thoáng hơn, đẹp hơn. Đó, anh em cần quan sát thì anh em sẽ mở cửa sổ trời toàn cảnh luôn anh em nhé, cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Đó là những cái ưu điểm của phiên bản turbo này. Với phiên bản đặc biệt, phiên bản là máy 2.0 bản đặc biệt, anh em cũng được trang bị về cửa sổ trời rồi. Tuy nhiên là phiên bản turbo này sẽ là đầy đủ hơn. Ngoài ra thì cái công nghệ turbo thì thường nó sẽ đắt hơn so với cái việc là trang bị hút khí tự nhiên. Thì tiếp theo sang anh em để ý sang cái hàng ghế thứ hai, mình cũng giới thiệu nhanh thôi. Hàng ghế thứ hai cái đặc điểm nổi bật, anh em có một cái bệ tỉ tay ở đây nhá anh em nhé. Cái bệ tỉ tay anh em ở hàng ghế thứ hai ngồi rất là thoải mái, anh em có thể hoàn toàn tỉ tay ở đây hoặc là có thể để cốc nước trên đây cũng được. Khi anh em đi trong những cung đường trời xa thì anh em để ở đây. Đây là ghế bọc da ở hàng ghế thứ hai, tương tự như là ở hàng ghế thứ nhất thôi. Ngoài ra anh em được trang bị đó là cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ hai. Cửa gió điều hòa ghế thứ hai, đây là một cổng sạc nhanh, cổng USB sạc nhanh cho anh em. Đó, rất là trang bị rất là đầy đủ. Ngoài ra anh em được trang bị một cái khu vực để đồ của chúng ta, có thể kẹp đồ đằng sau thông qua cái lưới này cho anh em. Đó là những cái đặc điểm cơ bản nhất về cái không gian nội thất và ngoại thất của chiếc xe Hyundai Tucson này. Ngoài ra thì những cái tính năng an toàn cho chiếc xe này thì mình cũng xin phép giới thiệu qua cho anh em. Đó chính là hệ thống ví dụ như là phiên bản turbo này, anh em được trang bị là sạc không dây này, chìa khóa thông minh, khởi động thông minh thì anh em biết rồi. Ngoài ra là điều hòa hai vùng độc lập này, điều khiển hành trình cruise control thì đương nhiên có rồi. Cảm biến lùi, cảm biến trước thì anh em cũng để ý là có rồi đúng không ạ. Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC này, phanh tay điện tử này, rồi là cốp điện thông minh này, hỗ trợ xuống dốc này, chống bó cứng phanh ABS này, cân bằng điện tử này, kiểm soát lực kéo này. Đó là những cái tính năng an toàn mình giới thiệu anh em về phiên bản turbo này. Tầm tiền hơn 900 triệu là anh em yên tâm là rất là đầy đủ rồi. Ngoài ra những anh em nào muốn nhận mức giá tốt hơn nữa tại thời điểm anh em làm hợp đồng và đặt cọc thì hãy liên hệ trực tiếp với mình theo số hotline đặt ngay bên dưới góc trái màn hình này. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn lại quý anh em. Hãy nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật những cái thông tin mới nhất tới từ Tucson.